Một, hai, ba. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về. Sáng ngủ dậy một cái, tự ngắm mình trong gương, trời ơi không tin nổi, môi mình bị làm sao thế kia. Nếu cho bạn một điều ước gì trong mùa đông, bạn ước gì? Comment ngay xem chúng mình giống nhau không nhé. Và rồi câu chuyện bắt đầu với những trải nghiệm thật thốn mà 100% ai cũng mắc phải. Phải xem ngay chúng là gì mới được. Đã bảo là đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, nào đã được thơm má ai đâu. Thế mà lại khô khốc nứt toác ra thế này là sao? Chắc chỉ ai có tố chất bác sĩ mới trả lời được quá. Tại vì hay sờ tay lên môi, hay vì hay liếm môi nhỉ? Này, khai thật đi, có phải bạn hay liếm liếm môi không? Đấy, bảo sao môi khô, vì trong lúc liếm cái tuyến nước bọt sẽ khiến môi ngày càng khô hơn. À, môi khô xong nó bong lên, rồi lại lấy tay bóc bóc chứ gì. Bỏ ngay đi nhá, như thế khiến môi bị rách tan nát đấy. Lúc ý có cho tiền cũng chả ai thèm hôn đâu. He he, từ giờ hãy uống đủ 2 lít nước hàng ngày và nhớ bôi dưỡng ẩm để có một đôi môi mịn màng quyến rũ nha. Mua, mua. Thứ hai là một bí kíp cứu rỗi mạng sống của bạn qua mùa đông rét sun. Xoan này, không nên tắm sau mấy giờ? Sau 2-3 giờ đêm hay sau 3 giờ đêm? Này, ngày có 24 tiếng sao không tắm đi? Mà đêm hôm rồi mới mò đi tắm hả? Anh em nào có thói quen tắm đêm này bỏ luôn vào ngay đi nha. Nếu không là bị téo 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 luôn đấy. Vì sau 23 giờ đêm rất nguy hiểm, có đầy vụ bị đột quỵ lúc tắm đêm rồi đó. Thôi thôi, đêm rồi đi ngủ đi. Một là tắm sớm khoảng 18 giờ đến 20 giờ ấy. Hoặc là thôi đi ngủ luôn, có gì thì mai tắm sau. Bẩn một hôm cũng có chết được đâu. Hay, nói đến lại đau lòng rồi đấy. Rõ ràng mới gội đầu xong được một hôm thì y như rằng hôm sau nó lại bết xe lết vào hết. Nhìn cứ bẩn bẩn kiểu gì. Có bạn nào bị giống mình không? Đi học toán bị che đầu bết thôi ạ. Comment xuống bên dưới đi để mình không cảm thấy cô đơn nhá. Mà tại sao tóc lại hay bết vào mùa đông thế nhỉ? Anh em có biết không? Vì chúng ta gội đầu không sạch ư? Hay vì tại có con trấy ở trên đầu? Này này, ngày xưa anh chỉ có trấy thôi chứ bây giờ không có đâu. Sau 7749 lần nhờ chị Google tìm hiểu, cuối cùng thì mình cũng biết là do chúng ta gội đầu không sạch nên mới vậy đó. Thường thì hội chị em tóc dài như chúng mình chỉ gội một lần thôi chứ gì, nó sẽ không thể làm sạch da đầu được nên phải gội 2 lần mới ok nha. Đây, bảo sao sau đi ra tiệm người ta gội đi gội lại cho mình nên tóc mới sạch sẽ mượt mà không bết là như vậy đó. Còn gội ở nhà mùa đông đã lạnh thì chớ lại bắt gội 2 lần, ai mà chịu cho được. Ây gu, nan giải quá đi. À, này các bạn ơi, hãy thử nhìn xuống đầu móng tay của các bạn xem nó có bị mấy cái da bong chóc như này không. Ây da, sao mà đau và khó chịu thế nhỉ? Mình hay bị lắm luôn. Ta nói, mỗi lần bị như thế, nhìn ngứa hết cả mắt. Cái này mẹ mình bảo là bệnh xước măng rô, còn cách trị bệnh này thế nào ư? Các bạn đoán thử đi. Phải xé bỏ ngay phần da thừa hay bôi mật ong lên đó nhỉ? Kia kia, cái tay, bắt lấy cái tay. Trước tiên là ngừng cái việc động chạm đến nó đi nha. Bởi khi mà nhìn ngứa mắt, tay mình lại cố xé bỏ phần da thừa sẽ khiến vết thương rách rộng ra, thêm nguy cơ nhiễm trùng mưng mủ, nguy hiểm lắm đấy. Thay vào đó hãy lấy một ít mật ong nguyên chất bôi trực tiếp lên chỗ bị xước đó. Vì mật ong vừa giúp da mịn màng hơn, vừa có tính sát khuẩn cao, nên đây là một giải pháp tuyệt vời đó. Anh em bỏ túi nhớ ghi nhớ vào nha. Chưa hết cái cảm giác này, đã đến cái cảm giác khác rồi, lại còn cực thốn hơn cơ. Kiểu tự nhiên nổi hết cả da gà ấy, mấy sợi lông trên cánh tay cứ thi nhau dựng đứng cả lên. Đã ngồi học, làm đứa bàn bên cứ cười sảng sặc cái. Nó còn dám chê mình như gà mới vặt lông. Chả hiểu sao lại có hiện tượng này nhỉ? Anh em có biết tại sao không? Tại vì trời nóng hay trời lạnh? Đấy đấy, cái này mình biết thừa 100% ai cũng bị mà. Nổi da gà hay còn gọi là sởn gai ốc xuất hiện khi có một cơn gió lạnh thoảng qua. Khi đó lỗ chân lông trên cơ thể mở rộng ra, các bắp thịt co lại, các sợi lông dựng lên. Đó đó, giống hệt da gà luôn. Thế nên giờ mà bị nổi da gà, nó có thể là lời cảnh báo cho chúng ta biết rằng cơ thể đang lạnh và cần được sưởi ấm đấy. Còn nếu mà nổi da gà giữa trời nóng á, chắc chắn có một luồng khí lạnh đằng sau gáy bạn đúng không? Hù này, đùa thôi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi thách thức trí thông minh của bạn đây. Có ai ở đây hay bị lũ bạn thân nhây nhây cù lét không? Ta nói mỗi lần như thế là vừa nhột vừa cười như điên ý, cười chảy cả nước mắt luôn. Hí, chả hiểu tại sao chúng mình lại bị buồn nhỉ? Tại vì chạm vào chỗ nhạy cảm hay vì buồn quá nên cười vậy thôi.
Đây đây, để cái này Nhanh Trí giải thích khoa học cho một tí nha. Đầu tiên là thế này nè, cái lúc mà bị cù lét xong, mình cười như chưa bao giờ được cười, cười muốn rụng cả răng luôn ý. Đó là một phản xạ tự nhiên khi bị chạm vào bộ phận nhạy cảm như nách, eo hay bàn chân. Đây là những bộ phận có rất nhiều dây thần kinh, nên ai chạm vào cái là lập tức sẽ có phản ứng như nào. Thì chắc các bạn biết cái kết của nó như nào rồi đúng không? Uốn éo như con giun, xong bắt đầu cười. Tuy nhiên là phải lưu ý cái này, cù lét người ta thì cù ít thôi, chứ quá đà là đứt dây thần kinh đấy, thậm chí dẫn tới tử vong chứ không phải dạng đùa đâu nhá. What? Vui thôi chứ đừng vui quá, nhây vừa thôi chứ nhây quá là vĩnh biệt cụ luôn đó, nghe chưa? Với cả cái câu chuyện đụng chạm vào người khác thì cũng không nên, chỉ bản thân thôi. Đây đấy, nhân tiện nói đến cái câu chuyện cù lét thì anh em có đang hỏi chấm đầy đầu như mình không? Tại sao khi đứa khác cù lét mình thì buồn cười, còn tự mình cù mình thì không buồn cười? Ủa, cũng là cù lét mà, tại sao lại thế nhỉ? Lý do cho cái sự ảo ma Indonesia này là sao đây? Vì chúng ta đã tự biết trước hay vì quá nhạt nhẽo không cười nổi? Thì chả buồn cười tí nào, đôi lúc còn thấy mình dở hơi kiểu gì. Sở dĩ không cười là vì cơ chế siêu thông minh của bộ não chúng ta. Ta nói cái não bộ của con người nó vi diệu lắm mà, nó chỉ kích hoạt các dây thần kinh khi bị chọc lét bất ngờ thôi, chứ còn chủ ý là não ơi ta cù lét đây thì nó chả thèm phản ứng cho mình cười đâu. Đó, giờ bạn đã biết lý do chưa? Buồn quá thì mở Nhanh Trí lên mà xem, chứ ở đấy tự cù lét đến mai cũng chẳng buồn cười đâu. Tiếp theo sẽ là câu hỏi mà đảm bảo 5 năm qua không ai nói cho bạn biết đâu đấy. Khi đi ngủ chúng ta không nên làm gì? Ôm mèo khi ngủ hay ôm gấu bông khi ngủ nhỉ? Các bạn nhớ điều này nha, không được ngủ chung với mèo đen, chuyện tâm linh không đùa được đâu, vì khi ngủ linh hồn mình sẽ lìa khỏi xác, đi chơi lẩn vẩn ở đâu đó đó. Khi mà chơi chán rồi, linh hồn quay về thì con mèo đen có khả năng nhìn thấy linh hồn, nó không cho nhập lại vào cơ thể, và như thế là mất hồn luôn đó. Không có linh hồn thì con người cũng tèo 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 rồi còn gì. Lần trước trong các video trước, Nhanh Trí cũng có nhắc rồi, nên bây giờ nhắc lại cho nhớ nhá. Đấy, ôm gì thì ôm, chứ chớ dại mà bế con mèo đen đi ngủ cùng nha. Nếu mà ai đã lỡ rồi thì lần sau đừng có bế nữa. Tuy thế thì mùa đông đến nơi rồi, cái thời tiết lành lạnh thế này mà được ngủ nướng trên giường, không cần đến trường thì sướng biết mấy nhỉ. Mà thôi thôi, quên cái điều viển vông đấy đi. Anh em biết điều này chưa? Không phải cứ chui tọt vào chăn là xong đâu, phải đặc biệt lưu ý điều này nếu không muốn rước họa vào thân nhé. Mùa đông khi ngủ chúng ta không nên làm gì? Không nên đắp nhiều chăn hay không nên đeo tất khi đi ngủ? Nhiều người cho rằng găng tay và tất chân là cách tốt nhất để giữ ấm hai bộ phận thường xuyên bị lạnh ấy. Tuy nhiên, đây không phải là cách hiệu quả để đánh bại cái lạnh đâu. Theo các nhà khoa học, đây là hai bộ phận duy nhất trên cơ thể giúp con người thích nghi với thay đổi nhiệt độ theo mùa. Bởi vậy, đeo tất, thậm chí cả găng tay lúc ngủ sẽ cản trở lưu thông máu, đặc biệt là dòng máu từ các chi trở về tim. Điều đó sẽ khiến bạn có nguy cơ bị đông máu ở các chi trong khi ngủ mùa đông. Còn nếu mà bị lạnh quá thì nhớ đắp chăn dày, ấm và đóng kín cửa lại, ngâm chân nước gừng trước khi đi ngủ nhé. Chị ơi, trời lạnh em lười tắm cực ít, mẹ em nói trâu bò không tắm có chết đâu, thế là một tuần em tắm một lần, như thế có làm sao không hả chị? Ôi trời ơi, có nhiều sao lắm em ơi, để các fan giải đáp cho nhé. Mùa đông không tắm sẽ bị làm sao? Sẽ bị ghẻ lở hay bị ký sinh trùng run sán nhỉ? Chắc người anh em nghĩ kiểu mùa đông có làm gì ra mồ hôi đâu, ở trong nhà suốt không bẩn nên không cần tắm chứ gì. Đúng là trâu bò ở bẩn không chết, nhưng chúng ta là con người mà, có phải trâu đâu. Mùa đông nhiệt độ xuống thấp nên việc tắm nhiều sẽ gây mất nước và khô da. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không tắm nhé. Các tuyến mồ hôi và chất bẩn trên cơ thể vẫn có, và không tắm sẽ bị các bệnh ngoài da như ghẻ lở hắc lao, viêm da, thậm chí hôi thối xung quanh chả ai dám vào gần luôn. Vì vậy dù lạnh đến mấy, nếu không tắm thì chúng ta vẫn phải lau rửa vệ sinh các vùng kín để cơ thể thoải mái nha. Còn các bạn thì sao? Một ngày các bạn tắm mấy lần? Comment xuống bên dưới nhé. Mà này, các fan girl xinh xẻo của Nhanh Trí ơi, mùa đông đến rồi đó, lúc trời lạnh ý, các bạn có cảm thấy mái tóc của mình nó cứ bị xù linh tinh hết cả lên không? Mà chỉ có mùa đông mới bị vậy thôi. Bạn có biết vì sao mùa đông tóc bị xù lên như vậy không? Vì trời lạnh hay vì tóc dễ bị tổn thương? Ừ.
Ây gu, nguyên nhân khiến mái tóc rối tung rối mù lên là do tóc rất dễ bị tổn thương nên dễ bị hư tổn và không có khả năng tự phục hồi độ ẩm. Vì vậy độ ẩm của tóc dễ mất đi khi thời tiết hanh khô, khiến tóc ta cứ bị xù và rối như vậy. Nhất là lúc chải, ngủ trong chăn hoặc là mặc áo len ý, tóc sinh ra tĩnh điện kêu tanh tách còn phát sáng lên. Thú vị thật đấy.